lại ảnh vẫn chạy nhưng mà cái âm thanh nó không nói nữa. Nếu chúng ta đi và quay lại nó sẽ nói đấy. Đây và tôi thử tính năng rửa tay luôn nhé các bạn nhé. Đây nhé, tôi đưa tay vào đây nhé. Đây, cái lượng cồn như này tôi tính là phù hợp, tại vì khi mà cái lọ cồn khô các bạn ấn xuống thì nó cũng ra bằng một cái lượng như này. Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu với các bạn một máy rửa tay phiên bản 2. Tôi mới chế xong do nghỉ cách ly toàn xã hội từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4 ấy, thì rảnh rỗi thì chế phiên bản Vision 2 này. Trước tiên thì tôi gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh của tôi trong thời gian qua. Và tôi sẽ có một phần quà dành tặng cho các bạn. Và phần cuối video thì tôi có một chương trình quà tặng là một chiếc camera wifi mới. Các bạn xem hết video để không bỏ lỡ cái phần quà đặc biệt may mắn này nhé các bạn nhé. Quay trở lại với cái máy rửa tay tự động này phiên bản 2 này. Theo như lời hứa thì sau khi hoàn thành phiên bản thứ nhất thì tôi sẽ làm phiên bản thứ hai. Thì phiên bản thứ hai là những cái linh kiện mạch điện tử hoạt động chính xác hơn. Tôi đặt mua trên mạng. Thì không đến tận nơi được thì đặt mua trên mạng, cái hàng mới về thì tôi mới làm được cái sản phẩm này. Giới thiệu với các bạn, sản phẩm này hoạt động độ chính xác cao hơn và nó có nhiều tính năng cải tiến hơn so với phiên bản thứ nhất. Tức là nó có thể chạy bằng pin khi mà mất điện, hoặc là chúng ta có thể chạy bằng điện. Ở phần trên này tôi có để một cái màn hình điện tử để chạy slide ảnh các bạn nhé. Các bạn có thể tùy biến các ảnh để đưa lên đây. Và vẫn như phiên bản trước, vẫn là âm thanh tự động các bạn nhé. Vẫn là âm thanh tự động. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua phần bề ngoài trước khi giới thiệu phần chi tiết bên trong các bạn nhé. Phần bề ngoài thì điểm nổi bật nhất là cái logo này, cái logo thương hiệu bằng đồng nhé. Được khắc bằng đồng, rất tinh tế các bạn nhé. Các bạn quan tâm có thể xem video trước tôi đã chế. Đây, phiên bản thứ nhất thì cũng có logo bằng đồng đây. Video trước nhé, tôi hướng dẫn chi tiết cách khắc logo trên đồng thau ấy. Phần tiếp theo là phần vỏ các bạn nhé, phần vỏ để bao trùm cái máy này. Phần vỏ này tôi làm bằng mica nhé các bạn nhé, mica trong. Đây, các tấm mica trong này tôi cắt ra. Tấm này chắc là 2 ly các bạn ạ. 2 ly nhé, mica trong này. Những cái chỗ phần uốn này tôi dùng khò nhiệt nhé các bạn nhé. Để vào mép gỗ ấy, chúng ta dùng khò nhiệt nhiệt nóng đủ nóng thì chúng ta uốn cong xuống và giữ một lúc thì nó nguội thì nó giữ nguyên trạng thái này. Đây, tấm này tôi có thử trước này. Sau đó tôi sơn trắng lên các bạn nhé. Dùng mica uốn xong ghép vào và dùng keo nến cố định các góc, keo nến và keo 502 cố định các góc nhé. Sau đó chúng ta mang ra sơn. Sau một hồi loay hoay tôi đã hàn xong, gắn xong cái hộp mica này. Đây, tương đối là mất thời gian đấy các bạn, phải cắt đo cắt sau đó gắn lại với nhau từ những cái tấm mica cũ hỏng các bạn theo đúng bản vẽ nhé. Thì mình đã cắt được cái hộp này rồi nhá, bây giờ mình sẽ đi mình sơn nó các bạn nhé. Đầu tiên ta sẽ sơn một lớp qua qua xong tí nữa chờ khô ta sẽ sơn lại một lần nữa. Rồi chúng ta chờ khô các bạn nhé. Rồi tôi sẽ sơn lần 2. Đây, theo đúng bản vẽ thiết kế luôn nhỉ. Và đặc biệt là phần vỏ này nhé các bạn nhé. Có cái chỗ để xem dịch còn hết này. Đây, phía trên phía này phía sườn này có chỗ xem dịch còn hết chứ các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể chủ động bổ sung dịch vào phía trên này. Sở dĩ là tôi làm cái nắp ở trên này để nhìn nó xấu nhưng mà nó tiện các bạn nhé. Để các bạn nhìn dịch hết thì các bạn có thể cho vào, dịch sát khuẩn hết thì chúng ta có thể cho vào đây thì rất là tiện, không phải tháo bên trong nữa thì chúng ta chỉ bổ sung dịch vào đây thôi. Đây, phần bên này thì có chỗ khe cắm
USB nhá các bạn nhá. Khe cắm USB vào cái màn hình này. Ở trong này nó cũng có khe cắm thẻ nhớ nhưng tôi không dùng khe cắm thẻ nhớ, tôi khoét luôn một lỗ ra đây. Do phiên bản này không phải phiên bản thương mại nên tôi để USB đây. Nếu mà phiên bản thương mại để đây nó rút mất thì các bạn phiên bản thương mại thì các bạn có thể cắm cái thẻ nhớ bên trong này. Ê, phía trên này là một cái màn hình nhá các bạn nhá, màn hình kỹ thuật số, màn hình của khung ảnh nhá. Tôi tận dụng tháo ra của khung ảnh kỹ thuật số đấy. Thì tí tôi sẽ tháo bên trong cho các bạn xem chi tiết. Thì tôi tận dụng vào đây để trình chiếu các ảnh, slide ảnh hoặc là những cái phim, clip nó các bạn copy vào USB nó sẽ tự động chiếu khi mà chúng ta đi đến các bạn nhé. Vẫn là tự động nhé, khi chúng ta đi đến nhé. Để mà tự động khi chúng ta đi đến thì nó bật nhạc với âm thanh lên thì nó phụ thuộc vào cái cảm biến chuyển động này các bạn nhé. Tôi lắp một cái cảm biến chuyển động này. Đây, cảm biến chuyển động này kèm dưa le trong luôn, đặt độ trễ thời gian. Khi có người đi đến rửa tay thì màn hình âm thanh tự bật và màn hình tự bật lên giới thiệu các bước rửa tay, giới thiệu cho chúng ta và hình ảnh cách rửa tay luôn. Thì sau khi chúng ta đi thì màn hình và âm thanh nó sẽ tự tắt nhé các bạn nhé. Thì tí nữa tôi sẽ tháo bên trong ra cho chúng ta xem cụ thể linh kiện nó như nào nhé. Ở phía trên này có một cái mắt cảm biến này các bạn này, cảm biến hồng ngoại nhé, cảm biến hồng ngoại nhé. Thì khoảng cách chúng ta để tay vào đây nó sẽ cảm biến. Đây là vòi vòi phun dịch nhé, vòi phun dịch đây các bạn nhé. Đây là vòi phun dịch này, cảm biến hồng ngoại này, và đây là loa nhé, loa thông báo nhé. Cái loa này là 3W nhé các bạn nhé. Đặc biệt chúng ta lưu ý phần này nhé, phần này chúng ta đặc biệt lưu ý là cảm biến chúng ta đặt lúc nào đặt bên trong của vòi ra nhé các bạn nhé. Cảm biến chúng ta đặt bên trong nhé, khi mà chúng ta đưa tay vào, nếu mà chúng ta đặt bên ngoài ấy, cảm biến nó nhận thì nó kích hoạt hệ thống máy bơm ấy, thì lượng dịch nó ra thì nó sẽ bị chảy xuống dưới đáy này. Thì chúng ta phải đặt cái cảm biến ở bên trong này, thì khi mà chúng ta đưa tay vào, khi mà chúng ta đưa tay vào mà cảm biến nhận được thì cái vòi này nó đã giữa lòng bàn tay của chúng ta rồi các bạn nhé. Còn nếu mà chúng ta đặt ở ngoài này, chúng ta đưa đến đây phát cái cảm biến này nó nhận cái, nó nếu mà chúng ta để vòi phun trong này thì nó sẽ bị rơi rơi dịch ra ngoài đấy các bạn nhé. Phần dưới này là chân đế nhá. Chân đế thì tôi tận dụng lại cái bốn cái chân đế của cái loa sắp microlap hỏng nữa các bạn, thì tháo ra để vào thôi. Đây phía sau đây các bạn nhé, phía sau thì ở phía này là công tắc này dùng cho pin nhé các bạn nhé, và sạc pin này. Phần này là điện 12V nhé các bạn nhé, ở đây 12V này, 2V này. Đây các bạn nhé. Đây, phía sau chỗ này là cắm điện 12V nhá. Đây là sạc pin nhá, sạc pin cũng 12V này các bạn này. Đây nhá. Ở phía sau thế thôi, và lắp bốn cái ốc này chúng ta tháo ra ở bên trong nhá. Tôi giới thiệu nguyên lý hoạt động của nó và giới thiệu cái cách thức hoạt động xong, sau đó chúng ta sẽ tháo bên trong ra xem ở trong gồm những cái thứ gì nhá các bạn nhá. Gồm những cái linh kiện gì và cách làm như nào nhá. Bây giờ tôi sẽ demo trước. Đầu tiên là tôi sẽ demo là chạy pin và sau tôi sẽ demo là chạy điện. Và ta sẽ tháo bên trong ra nhé, để tôi bỏ cái phiên bản thứ nhất này đi. À, tiện nói phiên bản thì tôi sẽ làm phiên bản thứ ba các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản cách ly toàn xã hội 15 ngày nên tôi nghĩ là nhiều cái tính năng tôi làm thôi, khi phiên bản này không thương mại ra ngoài được nhé, tại vì nó rườm rà. Nếu mà các bạn làm bản thương mại sản xuất hàng loạt ấy thì tôi sẽ có cái phiên bản thứ ba khi mà đạt được linh kiện về ấy. Khi mà linh kiện về có linh kiện tôi sẽ làm hướng dẫn các bạn làm phiên bản thứ ba nhé các bạn nhé, trong vòng 30 phút thôi mà có thể thương mại được luôn, các bạn có thể làm bán cho công ty hoặc là những cái chỗ nào đấy công cộng được, và rất tinh tế nhé các bạn nhé, nó cũng không thô như này đâu. Như này tôi vẫn coi như chưa chưa đạt điểm 10 đâu các bạn nhé, cái này nó chỉ là phiên bản gọi là thủ công thôi, còn cái kia không phải làm thủ công nhé các bạn, chỉ gọi lắp ráp thôi. Phiên bản thứ ba là lắp ráp nhé các bạn nhé, tinh tế luôn. Các bạn chờ xem video sau nhé. Thì tôi sẽ giới thiệu nguyên lý của nó. Đây tôi sẽ bật công tắc pin lên các bạn nhé. Đây, công tắc này tôi bật lên này. Bật lên các bạn nhé. Và ở phía này tôi để ở vị trí này là nó nhìn người đi lại đây nhá. Tôi ở phía ngoài này nó sẽ không nhìn thấy nhá. Các bạn nhé. Tôi đưa máy quay cao lên để các bạn có thể nhìn thấy màn hình nhá.
Ai mi mi tôi là máy rửa tay tự động. Mời bạn đưa lòng bàn tay vào máy để đây các bạn bổ này. sung dịch sát khuẩn. Bạn nên nhớ luôn đeo Ảnh khẩu hướng dẫn trang đây các bạn khi này. ra khỏi nhà và đứng cách xa nhau 2 mét ở Đấy. chốn đông người. Xin cảm ơn. Đấy các bạn này, quy trình rửa tay này, 6 bước này. Đây là tôi đưa một vài ảnh demo vào đây thôi. Thì các bạn có thể crop ảnh tùy biến các bạn đưa vào thì nó sẽ trình chiếu trên này thôi. Và khi mà có người đấy, khi mà chúng ta không đi đến nữa thì tự nó tự tắt đi các bạn nhé. Ví dụ chúng ta đi đến này. Đây nhá. Đấy, màn hình nó lại tự sáng này, đấy lại tự bật lên. Lại có tôi là tiếng. máy rửa tay tự động. Mời bạn đưa Đây, lòng bàn ví dụ tay tôi vào máy để để đây lấy nhá. dung dịch sát khuẩn. Khoảng nên sau nhớ khoảng 10 luôn giây nó đeo tự tắt nhé các khẩu bạn trang nhé. khi Đây, ra tôi khỏi đi ra nhà khỏi và khu vực đứng nhé. cách xa Tôi ở nhau đây 2 thôi nhé. mét ở chốn đông người. Thì cái mắt này nó không nhìn Xin thấy thì nó cảm sẽ tự ơn. tắt này. Đấy, tự tắt nhé các bạn nhé. Sau khoảng 10 giây là không ai đi đến là nó tự tắt. Đây là tính năng pin nhé các bạn nhé. Đặc biệt là khi mà chúng ta đứng ở đây ấy, thì nó nói một lần nữa nhé các bạn nhé. Và cái ảnh nó vẫn chạy nhé, nó sẽ không nói nữa. Để chúng ta đỡ phải lặp lại nghe lại cái âm thanh vừa rồi. Nhưng mà khi chúng ta đi ấy, quay lại ấy, nó lại nói lại cái câu ban đầu nhé. Nếu chúng ta đứng đây nó không nói nữa các bạn nhé. Đấy. Tránh tình trạng chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần. Đây, ảnh vẫn chạy các bạn nhé. Like ảnh vẫn chạy này, đây các bạn này. Like ảnh vẫn chạy. Nhưng mà cái âm thanh nó không nói nữa. Nếu chúng ta đi và quay lại nó sẽ nói đấy. Đây và tôi thử tính năng rửa tay luôn nhé các bạn nhé. Đây nhé, tôi đưa tay vào đây nhé. Đây, cái lượng cồn như này tôi tính là phù hợp. Tại vì khi mà cái lọ cồn khô các bạn ấn xuống thì nó cũng ra bằng một cái lượng như này. Cái lượng này có thể điều chỉnh được các bạn nhé. Tôi để ngưỡng này là ngưỡng tôi thấy là phù hợp. Nhưng mà có một số bạn bảo hơi ít. Nhưng mà như này thôi. Thì chúng ta có thể điều chỉnh, tùy chỉnh thôi. Đây. Đây các bạn này. Đây. Sản phẩm rất nhạy nhé các bạn. Đưa vào là nó ra đúng một lượng. Bằng với lượng chúng ta định nhé. Và sau đây tôi thử tính năng điện luôn các bạn nhé, cắm điện nhé, tôi tắt cái đây, tắt cái pin đi nhé, tôi dùng điện nhé các bạn nhé, đây tôi dùng điện nhé, 12V 1,5A nhé các bạn nhé, cắm điện ở phía sau này. Các bạn nhé, đây nó đang ở đâu đến thì ta đi đến phía trước này, máy nó sẽ nói này. Ahihi, tôi là máy rửa Đấy, tay tự động. Mời bạn đưa lòng tôi bàn đưa lòng tay bàn tay vào vào nhé. máy để lấy Đây dung dịch sát khuẩn. các Bạn bạn nên nhé, nhớ luôn đúng cái đeo lượng khẩu bằng trang lượng khi đấy luôn ra nhé. khỏi nhà và đứng cách xa Đây à, nhau 2 tôi đưa mét ở tay vào này, chốn đông người. đúng cái lượng đấy luôn này, Xin cảm nó ơn. xịt rất nhanh các bạn nhé. Đây, đây trong lòng bàn tay mình luôn, tại vì cái mắt hồng ngoại tôi đặt bên trong nhé, thì được khi mà chạm tới hồng ngoại thì tay của chúng ta đã ở giữa rồi nhé các bạn nhé. Đây. Đây các bạn nhé. Đấy. Nói một lần không nói nhiều đấy các bạn nhé. Đúng một lượng. Cái lượng này chúng ta có thể điều chỉnh được nên không quan tâm lắm, tại vì cái thiết bị này hoạt động rất chuẩn xác các bạn nhé. Và sau đây tôi sẽ tắt đi và tắt nguồn đi và giới thiệu ruột ruột gan em nó nhé. Tôi sẽ tháo ra bên trong nhé các bạn nhé, và giới thiệu chi tiết từng bộ phận một nhé các bạn nhé. Phiên bản 3 nếu mà linh kiện về tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm trong vòng 30 phút thôi. Có thể bán cho các công ty nào đó được cái nhé. Và đặc biệt là cái và phiên bản nếu mà sản phẩm phiên bản 3 về đấy tôi sẽ có chương trình quà tặng tặng cho bạn nào may mắn nhé, một bộ để các bạn về nghịch chế cháo nhé. Tôi sẽ tặng và ship cho các bạn nhé. Phiên bản thứ ba. Đây để tháo thì chúng ta tháo bốn cái ốc ở phía sau nhé. Phiên bản này là phiên bản nghỉ dịch, thế nên là chế cháo nhiều tính năng. Còn phiên bản mà thương mại ấy thì đặt ở các cơ quan công sở ấy, thì là chúng ta sẽ à một tính năng nữa đặc biệt là khi mà hết dịch nhé các bạn nhé, chúng ta có thể đổ rượu đổ bia vào đây, chúng ta làm máy rót rượu rót bia nhé, điều chỉnh thời gian
điều chỉnh thời gian trễ lại nhé. Chúng ta có thể rót rượu, rót bia tự động bình thường nhé các bạn nhé. Hay ở chỗ đấy, tính năng mở rộng. Đấy các bạn nhé. Tôi tháo xong 4 con ốc đi rồi, chúng ta có thể mở ra này. Đây, bên trong đây các bạn này, bên trong đây. Để dịch đây, các bạn xem nhé, bên trong đây. Cái bình này là cái bình chứa dịch nhé các bạn nhé. Đây, các bạn có thể... Tôi tận dụng cái chai Coca-Cola này cho nó tiện. Nó vừa cao vừa nhiều. Đây, quét cái lỗ đây để tiếp dịch ở bên ngoài vào. Có thể cho đổ dịch bên ngoài vào. Thì nó hơi xấu một tí, nhưng mà nếu mà chúng ta để bên trong thì mỗi lần tháo ra tháo vào cái nắp này thì nó hơi mất công. Đây, đây là chai đựng dịch các bạn nhé. Lưu ý là cái chai đựng dịch này có ống vào máy bơm này. Ống vào máy bơm và một lỗ nhá để thông nhá. Tôi làm một cái lỗ nữa này để thông hơi nhá các bạn nhá. Khi hút đây hơi nó vào thì nó mới không bị tắc ở đây được. Nếu mà chúng ta đặt một lỗ thì cái này nó hút dần, nó móp dần vào các bạn. Đây phần ở dưới này tôi để quả pin các bạn nhá. Quả pin 12V. Đây 12V nhá các bạn nhá. Thì nó có đường ra này và đường sạc này, thì cái đường sạc này tôi đấu vào cái chân sạc này thôi. Đây, và quả sạc thì khi mà đầy thì nó tự ngắt bên ngoài, và quả pin này nó đấu qua công tắc này đi vào bộ này các bạn nhé. Khi mà dùng pin thì chúng ta bật công tắc lên để đi vào bộ này hoạt động. Đây là quả pin nhé. Đây tôi tháo luôn hai chân pin ra nhé các bạn xem nhé. Cái này các bạn có thể mua mạch pin về các bạn chế pin dự phòng nhé. Đây tôi cũng chế pin dự phòng vào đây này các bạn này. Tôi đã chế 3 viên, ở trong này có 3 viên pin dự phòng các bạn nhé. Pin dự 3 của pin dự phòng tôi tháo từ laptop ấy các bạn nhé. Đây và đây là bộ mạch tạo trễ nhé các bạn nhé. Bộ mạch tạo trễ này thì tôi cắt ra cho các bạn xem bên trong nhé. Video này có thể hơi dài nhưng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn xem. Đây là mạch tạo trễ, khi mà cái đây tôi tháo luôn cái mắt hồng ngoại đây, mắt hồng ngoại này các bạn nhé. Mắt hồng ngoại đây ở phía sau này, nó có cái chỗ này để chúng ta điều chỉnh khoảng cách nhé các bạn nhé. Cái này là điều chỉnh khoảng cách nhé, gần này, xa này, gần xa này các bạn nhé. Điều chỉnh khoảng cách ở đây nhé. Cảm biến hồng ngoại đi vào bộ trễ, độ trễ thời gian nhé. Độ trễ thời gian xong chúng ta điều chỉnh xong đưa xuống máy bơm các bạn nhé. Chúng ta có thể đặt là nửa giây, 1 giây, 0,1 giây đến 3 giây trong cái bộ này nhé. Đây là máy bơm này, máy bơm tôi đặt trong này này. Máy bơm hút dịch từ bình này đưa vào máy bơm và đưa ra đây, rút luôn. Đây là đầu phun nhá. Đầu phun có van một chiều các bạn nhé, để tránh trường hợp mà nước chảy ngược lại thì lúc nào cũng giữ dịch ở đây. Máy bơm cái là dịch ra luôn. Ở đây nó chống ngược chiều các bạn nhé, chống chảy ngược chiều lại. Và đây là cái cảm biến chuyển động nhé, kèm dơ le nhé, 12V. Đây mạch cảm biến chuyển động kèm dơ le, tôi tháo ra các bạn xem luôn nhé. Cảm biến chuyển động 12V nhé. Cái cảm biến này điều chỉnh về cảm biến ánh sáng nhé. Ví dụ nhận thời gian tối hoặc là gì đấy, ban tối nó cũng nhận được. Đấy các bạn nhé, các bạn muốn đặt thời gian cao thì các bạn giữ vào đây thì đặt thôi. Đây là dây le thời gian chuyển động. Đây là loa đi vào cái bộ âm thanh này. Tôi tháo luôn cái bộ âm thanh, bộ màn hình nhé các bạn nhé. Đây USB tôi rút ra này. Có một số bạn thì tôi đưa lên, mới đưa ảnh lên thôi. Các bạn muốn là xem ở trong nội thất của nó thì tôi cũng chẳng giấu giếm gì. Làm nghĩ ra cái gì thì cho các bạn xem thôi. Và đặc biệt cái hệ thống này bạn có thể đặt chống trộm được các bạn nhé. Các bạn đặt âm thanh ở đây này, các bạn ghi ở trong USB này. Dưới nhà, ví dụ nhà bạn nhiều tầng bạn đặt ở dưới nhà ấy, thì khi có tối có người vào nó tự nói, nó nói thì có phát ra tiếng nói thì trộm nó sẽ sợ nó chạy đi. Tôi nghĩ vậy.
Đây các bạn này, đây là bộ khung hình kỹ thuật số các bạn nhé. Đây tôi cắt ra, có thẻ nhớ này, khe thẻ nhớ này, USB này, đường audio này và đường DC 5V này, tôi câu DC 5V ở bên trong đây các bạn nhé. Đây, đây là màn hình khung tranh kỹ thuật số nhé, tôi cắt ra. Còn phần hình ảnh và âm thanh thì tôi sẽ lấy cái khung tranh kỹ thuật số này các bạn nhé, dùng cái này để nó gắn vào phía trước của cái hộp này nhé các bạn nhé. Đây tôi sẽ gắn vào phía trước này, đây cái hộp này, và ta sẽ cắm USB ở bên cạnh đây thì ta sẽ chích ra đường USB ở sườn các bạn nhé. Tôi sẽ cưa cái này ra, nó hơi rộng nên tôi phải cưa bớt đi các bạn nhé. Các bạn cắm USB ảnh nó tự chạy đấy, thì tôi tận dụng cái tính năng của nó đây để mà hoạt động được. Thì khi mà cảm biến chuyển động đây, nhận được tín hiệu và đóng dơ le vào đây qua bộ đổi nguồn dơ le nhé các bạn nhé, đóng dơ le qua bộ đổi nguồn nhé. Bộ đổi nguồn này từ 12V xuống 5V, cái bộ đổi nguồn này tôi lấy từ cái thiết bị tẩu ô tô nhé, của ô tô nhiều lắm các bạn. Cái này mới luôn. Đây, từ 12V đầu vào đây, ra 5V các bạn nhé. Tôi tháo ở trong cái bộ tẩu chuyển đổi điện của ô tô đấy. Người ta gọi là tẩu ô tô ấy. Xuống đây và đưa 5V vào đây hoạt động nhé. Đây là dây loa nhé, ra phát ra âm thanh nhé. Khi mà chúng ta cắm USB vào thì hệ thống nó tự động nó bật lên. Cái này rất là hay là khi mà nó bật lên ấy, thì âm thanh và hình ảnh nó tự chạy. Cho nên tận dụng cái tính năng này để làm. Đấy các bạn nhé, và sau đây tôi sẽ tháo cái này ra để các bạn xem nhé, mạch này có gì nhé. Đây là mạch tạo trễ các bạn nhé, thì mua theo combo nên mình cũng không biết là cái tên mạch của nó là tên gì các bạn. Tôi không giới thiệu cái cách làm vì cách làm mất nhiều thời gian, thì cái hộp này mất nhiều thời gian lắm, với lại hàn rồi các thứ ghép với các loại. Tôi giới thiệu luôn bung ruột này, các bạn tự hiểu tôi lắp được như nào thì các bạn tự hiểu sẽ làm được. Xem xong video của tôi để đảm bảo. Đây bạn này, cái ba cái dây này nhá là từ cảm biến hồng ngoại vào nhá. Đây từ cảm biến hồng ngoại đi vào đây ba chân này. Đây mạch 4 kênh khi gì mờ lắm. Đây điện vào từ 5 đến 24V. Đây là điện vào 12V này. Đây điện ra này. Dây xanh với dây vàng là điện ra bơm nhé, máy bơm nhé các bạn nhé. Dây màu vàng là dương này, đây vẫn là dương này. Còn cái dây xanh này sau khi qua cái mạch tạo trễ này nó sẽ ra máy bơm đây. Và cái này là nút, này là nút điều chỉnh thời gian đấy các bạn nhé. Các bạn có thể điều chỉnh thời gian bơm chạy tăng hay giảm ở cái vúm này nhé các bạn nhé. Đây. Cái này chiết áp đây. Cái thiết bị này chỉ điều chỉnh độ trễ từ 1 đến 3 giây thôi các bạn nhé. Khác với cái mạch có cái màn hình ấy các bạn hay mua ấy là điều chỉnh được thời gian lâu hơn. Nhưng cái này nó chỉ độ trễ ít thôi. Thế nên cái bộ này giá nó cũng rất là rẻ các bạn nhé. Đây nó ghi là 4 kênh, chắc là 1, 2, 3, 4 đây nó điều khiển ra 4 kênh. Nhưng mà họ chỉ lấy 1 kênh thôi các bạn. Đây này, có 4 kênh luôn ấy. Nhưng mà họ lấy 1 kênh. Đây là combo họ bọc luôn vào vỏ đây. Họ hàn sẵn rồi, mình về mình chỉ đấu nối thôi các bạn. Đấy nhá. Đây là cái mạch tạo trễ các bạn nhá. Đây trên đây là các linh kiện mà tôi tháo nó ra, thì các linh kiện gồm có để tạo được em nó. Thì cái này nó hơi phức tạp bởi vì là tôi nghĩ ra những cái tính năng nó cải thiện hơn, thành ra nó phức tạp. Cái phiên bản thứ ba này tôi sẽ làm tối giản nhất và các bạn có thể xem video và có thể tự ráp được và có thể bán thương mại được các bạn nhé. Bạn chờ video sau nhé. Thì sau đây là sẽ là cái chương trình chúng ta tham gia mini game để tặng cái phần quà này các bạn này. Cái này tôi tặng miễn phí nhé. Các bạn nhận quà thì không phải trả phí nhé. Nếu các bạn nào mà trả phí là các bạn sẽ bị người ta lừa đấy nhé. Sản phẩm của tôi tặng rất trên rất nhiều các nhóm diễn đàn và các nhóm rồi, hoặc trên kênh rồi, chưa ai nhận quà mà phải trả phí vào các bạn nhé.
Nếu các bạn chưa có webcam cho con học cũng có thể dùng camera wifi để làm webcam nhé các bạn nhé. Tôi có video hướng dẫn ở phía trước ấy. Đấy các bạn nhé, cái sản phẩm này thì tôi cũng làm mini game trước rồi nhưng mà chưa ai được, thì đợt này lại làm tiếp để các bạn có thể cơ may nhận được nhé. Sản phẩm này là sản phẩm mới chưa sử dụng các bạn nhé. Câu hỏi của tôi như sau nhé. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam được chữa khỏi tính đến hết ngày 30 tháng 4 là bao nhiêu ca? Các bạn nhé, ca nhiễm COVID được chữa khỏi nhé, theo nguồn tin của Bộ Y tế các bạn nhé, nguồn tin chuẩn. Các bạn cứ comment ở phía dưới, phần dưới ấy. Phần comment tính đến hết ngày 29 tháng 4 nhé các bạn nhé. Để ngày 30 tháng 4 tôi tổng hợp thì mùng 1 tháng 5 có kết quả thì tôi sẽ chuyển hàng đến cho các bạn. Các bạn ưu tiên các bạn nào comment đúng và sớm nhất nhé các bạn nhé. Không chỉnh sửa nhé các bạn nhé. Comment xong rồi thôi. Đây là mini game vui chơi mà. Không được phần quà lần này, chúng ta được phần quà lần khác. Tôi có nhiều camera nhà thì buôn camera nên nhiều lắm, không phải nghĩ các bạn nhé. Các bạn nhớ trả lời câu hỏi ở phần comment nhé. Và đặc biệt là khi mà các bạn trúng rồi á, thì các bạn nhớ phải là người đã đăng ký kênh nhé các bạn nhé. Nếu mà các bạn chưa đăng ký kênh của tôi thì cái phần quà này lại dành cho những cái người đoán phía sau bạn nhé các bạn nhé. Nhớ các bạn phải đăng ký kênh trước các bạn mới comment nhé các bạn nhé. Nếu mà các bạn comment trúng mà chưa đăng ký kênh thì phần quà này để cho các bạn khác nhé các bạn nhé. Tôi cảm ơn những người đăng ký kênh phần quà các bạn nhé. Có nhiều lần lắm, nhiều quà lắm, các bạn cứ đăng ký kênh đi. Tôi còn nhiều phần quà tặng các bạn lắm. Các bạn chúc các bạn may mắn nhé. Video đến đây cũng hơi dài, kết thúc rồi. Xin tạm biệt các bạn. Bye bye. A hi hi, tôi là máy rửa tay tự động, mời bạn đưa lòng bàn tay vào máy để lấy dung dịch sát khuẩn. Bạn nên nhớ luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và đứng cách xa nhau 2 mét ở chốn đông người. Xin cảm ơn. Xin chào, tôi là máy rửa tay tự động. Mời bạn đưa lòng bàn tay vào máy để lấy dung dịch sát khuẩn. Bạn nên rửa tay khi trước và sau khi ăn, trước và sau khi điều trị vết xước và vết thương, trước và sau khi chăm sóc người bệnh bị nôn ói hoặc tiêu chảy, sau khi đi vệ sinh, sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi, sau khi thay tã hoặc làm sạch cho trẻ mới đi vệ sinh, sau khi chạm vào rác hoặc thùng rác, sau khi xử lý thức ăn vật nuôi hoặc vật nuôi, sau khi chạm vào động vật, thức ăn gia súc hoặc chất thải động vật. Khi bạn có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, hãy liên hệ ngay với trung tâm y tế gần nhất hoặc gọi hotline của Bộ Y tế 1900 9095 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.